Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Em đang quay cho các bác xem về một chiếc quạt trần 12V sau khi đã lắp hoàn thiện. Đấy, và trong video này em sẽ test thử và nói lên một cái số điểm chú ý khi các bác lắp đặt. Đấy, đây là một trong những chiếc quạt trần rất là nổi tiếng mà anh em thường theo dõi kênh Điện Mặt Trời Shop Solar, anh em sẽ biết đây là chiếc quạt trần không chổi than. Sau khi mà lắp hoàn thiện lên thì các bác đo cho em từ cái cánh này, cái đường kính của nó ra đoạn này là 1,4 m, cánh này là cánh bằng sắt đấy, và nó chạy khỏe như điện lưới luôn đấy, khỏe như điện lưới. Đây là cái hình ảnh mà các bác nhìn từ dưới lên đấy, nó được trang trí cái họa tiết cũng khá là đẹp đấy, các bác nhìn đấy, khá là đẹp. Đấy, và chiếc quạt trần này thì bên em đang bảo hành cho các bác là 12 tháng nhé. 12 tháng. Các bác cứ tưởng tượng là cái chiếc quạt trần này các bác to như thế nào, chạy khỏe như thế nào, thì chiếc quạt trần 12V này nó chạy khỏe như vậy. Đấy. Thì bây giờ em sẽ bật thử nó lên nhé. Và nói lên một cái số điểm chú ý. Đấy, các bác có thể quan sát vào đây. Ở đây thì em cũng đã ở đây thì em cũng đã gắn gắn cho nó vào một cái hộp số như này. Đấy, thì khi các bác mua hàng thì nó sẽ kèm theo một cái hộp số và một cái bộ điều khiển bằng từ xa như này. Đấy. Thì cũng lưu ý với các bác khi các bác sử dụng. Đấy, trường hợp nào thì các bác không sử dụng được cái chiếc điều khiển từ xa này. Đấy. Trong cái trường hợp mà cái hộp số này đang ở trạng thái không, thì có nghĩa là nó đang cắt cái nguồn dương. Đấy, nó cắt cái nguồn dương. Có nghĩa là đây là một dây dương này. Dây dương đấu vào quạt trần. Dây dương này là đấu vào cái nguồn ắc quy. Đấy, đấu vào nguồn ắc quy. Đấy, thì khi mà các bác nó đang ở trạng thái số 0 này thì cái điều khiển này nó mất tác dụng. Đấy, trong cái trường hợp mà khi các bác bật cái số này lên rồi. Đấy, khi các bác bật số này lên thì cái này nó vẫn đang liền mạch đúng không? Đấy, thì lúc này cái điều khiển này nó có tác dụng. Đấy. Các bác lưu ý giúp như vậy. Đấy, một cái chú ý thứ hai. Chú ý thứ hai nữa là gì? Chú ý thứ hai nữa là cái xà à quên cái móc mà treo cái quạt trần này nhá, là các bác làm cố định. Đấy, như cái video này em đang móc tạm nó lên thế kia. Đấy. Nếu như các bác làm cố định được cái thanh đó thì cái quạt trần này nó khi nó hoạt động nó sẽ hiệu quả và nó không 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 bị rung lắc nhiều. Đấy, không bị rung lắc. Bởi vì là các bác biết rồi, khi cái lực ly tâm của cái chiếc quạt trần này nó quay thì cái trục của nó càng cứng thì cái lực ly tâm của nó càng giữ tốt. Đấy, và nếu như các bác để lỏng cái trục ở trên kia. Đấy, thì trong quá trình các bác đầu tiên các bác mở đấy, hoặc là các bác tắt thì nó sẽ kêu cái nó dừng lại, kiểu dạng dừng thì nó sẽ kêu cái chỗ cái cổng nối kia của các bác. Đấy, đó là cái lưu ý mà em nêu ra để các bác chú ý để các bác về các bác lắp đặt. Đấy. Với chiếc quạt trần này thì nó chạy giải điện áp là từ 8 đến 24V. Đấy, như vậy nếu như quá 24V thì nó sẽ không sử dụng được nhá. Đấy, và dưới 8V là nó sẽ không sử dụng được. Trong cái trường hợp mà có 9V. Đấy, nhưng mà dòng ắc quy là phải đủ, em ví dụ như vậy. Đấy, dòng ắc quy hoặc là cái tấm pin mặt trời là phải đủ. Thì với chiếc quạt trần này nó có công suất là 33W thôi. Thì anh em có thể đấu trực tiếp từ một tấm pin mặt trời có công suất là 150W hoặc là 170W hoặc là 200W mà bên em đang bán. Các bác đấu thẳng, đấu đúng âm dương vào là nó chạy thôi. Đấy, đấu đúng âm dương vào là chiếc quạt trần này nó sẽ chạy. Đấy. Và các bác lưu ý giúp là lực của quạt trần thì nó mạnh khi cái lực ly tâm của nó đã đạt cái tốc độ cao.
Đấy, thì ngay là ví dụ như các bác mà có thử thì mình cái trục kia, đấy, mình cái trục kia thì nó quay sẽ rất là từ từ. Đấy, khi mà lắp cánh lên thì cái lực ly tâm của nó lớn thì nó sẽ kiểu như dạng như là có cái gọi là cái lực cộng hưởng đấy. Đấy, các bác hiểu như vậy. Bây giờ thì em bật thử luôn nhé. Đấy, bật thử luôn. Đấy, nó kêu anh tít cái. Đấy, các bác có thể quan sát. Đấy. Chạy rất là khỏe. Với tất cả anh em mà đã mua con này thì lại nhà hàng xóm sang bên cạnh thấy lại mua tiếp. Thế mới sướng rồi. Đấy. Các bác có thể thấy. Đấy, chạy rất khỏe. Rất mát. Đấy. Chạy rất mát luôn. Đấy, các bác có thể thấy này. Như là một chiếc trực thăng luôn. Đấy. Như một chiếc trực thăng. Quay quá khỏe luôn anh ạ. Quay quá khỏe luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể quan sát trực tiếp luôn nhá. Và cũng lưu ý giúp là dây anh em đi cho em cái dây dây điện là 2.5 nhá. Đấy, đi dây điện AC được. Dây DC thì không cần thiết nhưng dây AC thì các bác đi cho em cái dây 2.5 lõi đồng nhá. Để nó dẫn dòng tốt hơn. Đấy, các bác đi dây càng to thì hao tổn càng thấp. Đấy. Bây giờ em sẽ tắt đi và các bác có thể quan sát về cái khi nó hạ nhá. Khi nó không quay thì cái trục kia của nó sẽ kêu như thế nào. Đây, bây giờ em sẽ tắt bằng cái điều khiển này. Em sẽ tắt bằng điều khiển luôn nhé. Đấy, các bác bấm nút giữa này. Đấy, các bác bấm nút giữa này. Đấy. Bấm nút giữa này nó sẽ tắt. À, khi mở thì chú ý này. Khi mở thì các bác sẽ bấm nút giữa này. Đấy. Trường hợp mà khi mà các bác không có chưa kết nối với cả cái khi các bác bấm nút giữa này, trường hợp nó không lên thì các bác bấm em nút nút cộng hoặc nút trừ là nó sẽ chạy. Đấy, các bác có thể quan sát. Đấy. Đấy là cái trường hợp mà lắp nó không cố định cái trục treo ở trên này. Đấy. Đấy, đấy là cái ví dụ rất là thực tế luôn. Đấy, với cái quạt trần này thì bên em đang bán là 950.000 bao phí vận chuyển toàn quốc. 950.000 bao phí vận chuyển toàn quốc. Bây giờ em sẽ bật thử luôn nha. Đấy. Bật khi các bác bấm nút giữa này nó sẽ không lên mà các bác sẽ bấm cho em nút cộng. Bấm nút giữa này, xong bấm nút cộng này. Đấy, à, nút trên các bạn. Bấm nút trên nhá. Đấy, hôm nay em bấm nút cộng nó không 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 lên, bấm nút trên này cái nó chạy ngay. Đấy, nói chung là loanh quanh mấy cái ở cái bàn phím này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, có những cái thì em bấm nút cộng này thì nó lên, có những cái bấm nút trừ nó lên. Đấy, có những cái bấm nút trên, nút dưới. Đấy thì nó không quan trọng lắm. Còn ở đây có một cái đặc tính của cái chiếc quạt trần này là các bác có thể hẹn được giờ. Các bác muốn 1 giờ tắt là các bác bấm vào số 1, 1 giờ. Các bác muốn 2 giờ tắt thì các bác bấm vào 2 giờ. Đấy. Các bác muốn 8 giờ tắt thì là 8 giờ sau nó sẽ tắt. Đấy. Khá là hay. Đấy, thì các bác mua hàng thì các bác có thể